đã mình nói bôi xăng lửa không đụng máy là tháo ra thay lò xo đầu làm chi, đúng không? Còn ai muốn mạnh nữa thì bung ra thay lò xo đầu độ thôi đó. Ở đây quá, còn quá trời nhiều anh em nhân vật lạ không các bạn ơi, ở xa lại không nhóc hết trơn nè. Anh em chơi lại chơi vui vẻ này các bạn ơi, làm xe. Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay xe này là một chiếc quay 50. Thì những mà chiếc xe lại đây các bạn ơi, còn là xe độ không mà mấy ông nội. Xe độ không à. Quay 50 nè, thấy không? FA đây. Đó, xe này đã lên full. Full 110 hết rồi. Thì mình quay cái này á, mình để chia sẻ cho các bạn như thế này. Có nhiều bạn cũng hỏi mình á, là cái xe dắt sáng á, sau đề mà nó ra khói trắng, mà chạy hồi nó hết. Thì nguyên nhân nó nằm, nó có 2-3 trường hợp. Thì trường hợp đầu á, là mình chia sẻ cho các bạn á, là các bạn chỉnh xăng lại. Chỉnh xăng lại nha, nhằm khi mà mình chạy tốc độ này kia, mình kéo xong á, là khi mình tắt máy qua đêm á, là nó sẽ động xăng lại trong đó. Là sáng rồi mình đề máy lên, mình nổ máy hồi á, là nó sẽ hết khối. Khi đề nổ máy thì khói trắng nó sẽ ra. Để các bạn kiểm tra chỉnh xăng gió lại, rồi kiểm tra cái lọc gió mình ở trong có bị bụi hay không đó. Rồi kiểm tra mở bugi ra coi cháu bugi nó có sai hay không. Nó sợ xa là lửa nó đốt xăng không kịp đó, là tình trạng nó gọi là dư xăng đó. Đó gọi là trường hợp thứ nhất nha. Còn cái trường hợp thứ hai á, là các bạn phải tháo đầu bò ra, thay cặp Fortgit. Tại vì Fortgit lâu mà ngày mình chạy á, là nó sẽ mòn hoặc là nó teo gì đó không cần biết, nó không còn kính nữa, là bắt đầu nhớt nó sẽ lòn qua, nó lòn qua bên đó rồi nó sẽ dẫn tới cái bồn đốt, là đốt là nó chắc sáng nó sẽ ra khói trắng nha các bạn. Đó ra khói trắng một hồi, tuy mà cái Ford như thế nhưng mà mình chạy một hồi ở trong á, ý là chắc sáng thôi, các bạn đề lên là nó sẽ bị kích nhớt như thế, là đốt á, là cái bồn đốt nó lửa nó sẽ đốt nhớt đó, rồi là nó sẽ bị ra khói trắng đó. Rồi các bạn phải thay cái cặp phô kích ở trong 2 cây sức bắp. Nghe là mình có làm nhiều clip mình có nói về cái phô kích rồi, các bạn cứ tham khảo lại những clip cũ. Với phần mà anh em á, kiểm tra nhớt ở trong chiếc xe của mình á, xài có đúng với cái dung tích nhớt ở trong cái xe của các bạn hay không. Ví dụ như xe xài 0.8 mà các bạn xài 1 lít là bị dư nhớt ha, là nó cũng kích lên đầu bò nha. Nghe là tình trạng như thế. Tình trạng như thế rồi nó không có còn cái gì hết trơn, nó chỉ có phớt gít và cái bình xăng của mình này kia, chỉnh gió lại coi bình xăng có ngon hay không. Nếu mà không ngon á, đi phục hồi bình xăng lại. Rồi ok. Đó, xe này hiện tại canh nồi lại. Canh nồi độ lại. Đó, còn cái chiếc quay GX này cũng canh nồi lại luôn nha các bạn. Canh nồi nhưng mình chưa gã, chút mình gã mình đi luôn. Trọng tâm của mình á, thứ nhất á, là chia sẻ cho các bạn về cái phần mà cái bình xăng con như thế. Là trường hợp đó mình có gặp rồi á, thì mình chia sẻ thôi, còn các bạn nào có biết cái nguyên nhân gì nữa thì hãy bình luận bên dưới cho anh em biết nha. Bình luận bên dưới cho anh em biết. Trọng tâm của mình là chiếc này. Chiếc này là lên bô xăng lửa siêu út nha các bạn. Lên bô xăng lửa hết trơn rồi. Lửa Cozy phải không ấy? Lửa Cozy là lên cái gì ta? IC Cozy, rồi bên sườn Cozy, và lên cái cổ bô nha các bạn. Đó, bô này chưa móc đúng không? Đó là bô này không có móc thì lên bao nhiêu thôi. Hồi sáng là chưa có lên bình xăng nha các bạn. Để hồi mình quay bình xăng các bạn xem thì em trai này xuống cho mình kiểm tra. Thì tốc độ hồi sáng mình chạy maximum luôn á. Lúc mà lên IC với bên sườn nha, là chạy được 80 cứng ga. Nói chung là nó mất hậu. Nó mất hậu, chạy số 1, số 2, số 3 này nó lên nó gấp bốc, nhưng mà tới 80 là nó cứng ga. Còn xe gin là chạy khoảng 100 mấy. Đó. Rồi xuống ngày kiểm tra rồi mình có phiên anh trai là đi mua cái bình xăng. Tại vì lên full lửa là em trai này chưa có lên bình xăng các bạn. Đã gọi bô xăng lửa là phải lên hết đúng không? Đó, đây là một bình xăng OKO. Thì ai có bản quyền về cái bình xăng này á, thì bình luận dưới cho mình biết, mình nói nghe để bị bản quyền xóa clip, mệt lắm. Đó, đây là bình xăng OKO, họng 24 nha các bạn. Sáng mình kêu em trai này mua cái họng 24. Đó, là hiện tại xe này chạy ok, chạy bình thường trở lại. Tốc độ trên 80 trên 80 có nghĩa là chạy có thể bốc hơn cái cũ, có thể 100 mấy nữa, nhưng mà chưa test hết thôi. Đó, là ok. Đó, các bạn nào tham khảo cái bài CUS này ha, mình có thể lên cổ bô nè. Bài bô xăng lửa này lên cổ bô, lên bình xăng OKO họng 24. Đi họng 24 là vừa với cái dàn hơi zin luôn nha. Đó, hoặc là độ trái 54, các bạn cũng 53, 54 và đi họng 24 cũng được. Đó, dưới đi IC
IC dưới bên sườn lên full luôn. Rồi đây là một bài bô xăng lửa dành cho siêu út quay game ha. Ok, còn nhiều bạn, có nhiều bạn mà hỏi mình á là lên dàn lửa như thế á, bô xăng lửa như thế á, có cần lên lò xo đầu hay không? Thì mình cũng trả lời các bạn luôn á. Cái đó là mình nói là cái bài bô xăng lửa mình không đụng tới máy mà. Các bạn cứ chạy bình thường. Chạy bình thường thôi, không có gì hết. Còn nếu các bạn muốn mạnh hơn nữa thì cứ tháo ra thay lò xo đầu. Như vậy thôi, còn như bình thường thì các bạn cứ lên bô xăng lửa chạy bình thường. Đã mình nói bô xăng lửa không đụng máy là tháo ra thay lò xo đầu làm chi, đúng không? Còn ai muốn mạnh nữa thì bung ra thay lò xo đầu độ thôi. Rồi, trọng tâm hôm nay là chiếc Sirius này thôi. Đó, ở đây quá còn quá trời nhiều anh em nhân vật lạ không các bạn ơi. Ở xa lại không, nhóc hết trơn nè. Anh em chơi lại chơi vui vẻ này các bạn ơi, làm xe. Hôm nay xe này mình nhận là làm 2-3 bữa không. Ở quay clip tham khảo cho các bạn về vấn đề về bình xăng này kia, với cái chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm bô xăng lửa như thế nào thôi. Các bạn xem kênh mình để hay hả, nhấn like, đăng ký và chia sẻ thật là nhiều nha. Còn cái vụ mà bình xăng ra khói trắng này, anh em nào mà có cái ý kiến gì nữa thì cứ bình luận bên dưới để chia sẻ cùng anh em ha. Ừ, rồi cái vụ mà ra khói trắng này nó cũng có nguyên nhân nữa, đó là bị kích nhớt bạc nha. Bạc nó kích nhớt lên đó là nó bị động, là kích nhớt thôi, là không, nói chung là bạc nó lòn nhớt đó, lòn nhớt. Nhưng mà khi mà mình nổ máy lên thì nó sẽ đốt hết, nhưng mà cái lòn nhớt đó là 80% là không bị nha các bạn, không bị, là những chiếc xe nó bị chạy lâu ngày bị lỗi nó mới bị thôi. Còn những nhầm khi mà ra khói trắng này á, cũng có nhiều anh em nói là xe mới chạy 10.000 cây này kia là nó bị, thì các bạn nên kiểm tra lại phốt gích này kia ha, dưới bình xăng này kia, lọc gió đồ đó, nó bugi đồ các kiểu hồi nãy giờ mình nói đó. Còn cái phần kích nhớt là 80% không có, nhưng mà xe xài lâu cũng có thể có kích nhớt lên vậy. Thì các bạn có ý kiến gì hãy để bình luận bên dưới nha. Tạm biệt anh em nha, giờ đi làm thôi, không đi làm chiều đói mấy ba ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhấn like và để bình luận bên dưới phần video, và hãy nhấn chữ đăng ký màu đỏ để ủng hộ mình nhé. And don't forget to subscribe các những channel.